Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, của ngành và của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, trường trung học cơ sở thị trấn 1 đã tuyên truyền cho học sinh toàn nhà trường về dịch bệnh, nắm bắt tình hình của học sinh thường xuyên, hướng dẫn cho học sinh cách phòng tránh bệnh, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Trong thời gian qua, học sinh nghỉ học, nhà trường đã phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường hàng ngày để vệ sinh trường lớp, nắm bắt tình hình của học sinh đang nghỉ tại nhà và báo cáo với ban giám hiệu vào 17 giờ hàng ngày. Đồng thời huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên tổng vệ sinh trường lớp phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức phun chloramin B tiêu độc khử trùng, tuyên truyền để phụ huynh học sinh quản lý con em mình trong thời gian nghỉ học, hướng dẫn cách đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, không tập trung nơi đông người. Đặc biệt là nhà trường đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên để lau bàn ghế, vệ sinh trường lớp, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất khi học sinh trở lại trường học tập. Đồng thời nhà trường cũng đã cho xây dựng khu rửa tay, đặt xà phòng diệt khuẩn, nước rửa tay sát trùng tại tất cả các nhà vệ sinh ở lớp học. Cùng với đó, nhà trường cũng duy trì liên lạc giữa nhà trường với gia đình và sự liên lạc giữa giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm, với học sinh để giao nhiệm vụ học tập và hướng dẫn học sinh tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai học trực tuyến cho 100% học sinh toàn nhà trường, khuyến khích giáo viên giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và việc vận dụng kiến thức trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do vậy, dù không được như học ở trên lớp, nhưng tất cả các em học sinh của nhà trường vẫn đang học bình thường. Trong cái thời gian mà nhà trường cho học sinh nghỉ học ấy thì cũng đã triển khai khá là nhiều hoạt động, nhất là đã thành lập được cái ban lãnh đạo để chỉ đạo về cái công tác phòng chống dịch, kết nối với phụ huynh để triển khai cái công tác dự phòng cho học sinh tại các gia đình. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng tiến hành tổ chức cho học sinh học trực tuyến và phân phát các bản cứng đến tận tay cho phụ huynh và học sinh để phụ huynh theo dõi cái việc học hành của các con ở nhà. Ngoài ra thì nhà trường cũng đã tiến hành một số cái hoạt động như là phân lịch trực và hàng ngày là tiến hành dọn vệ sinh tất cả các khu vực phòng ốc để đảm bảo vệ sinh cho các con và chuẩn bị đặt một số cái hệ thống nước rửa tay cho các cháu để phòng ngừa cái dịch COVID này. Khi học sinh quay trở lại trường học ấy thì nhà trường cũng sẽ tiến hành hạn chế tối đa cái việc các con giao lưu tiếp xúc với bên ngoài và đảm bảo cái công tác vệ sinh để các con hạn chế cái việc bị các cái dịch bệnh nó ảnh hưởng. Với phương châm không lơ là chủ quan với dịch bệnh, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, trường trung học cơ sở thị trấn Lang Chánh 1 đã tuân thủ tuyệt đối quy trình vệ sinh trường lớp. Các thầy cô giáo đã có nhiều sáng kiến và giải pháp hướng dẫn học sinh nghiên cứu ôn tập tại nhà, đảm bảo cho các em an toàn nhưng không quên nhiệm vụ học tập, đồng thời chuẩn bị các giải pháp để đón học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần của tất cả các em học sinh, giáo viên theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn để sớm ổn định tình hình và duy trì nền nếp dạy học.